Xin mến chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để Tùng Nguyễn lên một bộ combo full đôi bát 25 các bác nhé. Cấu hình ngày hôm nay thì với cấu hình này thì các bác chơi karaoke gia đình thì hát rất là hay và giải trống rất tốt, vì ở trên thân thùng sẽ có hai cái bát và một cái tép. Các bác mua hàng có nhu cầu thì đến các cái linh kiện của cửa hàng Tùng Nguyễn Audio thì liên hệ trực tiếp với Tùng Nguyễn Audio theo cái số điện thoại ở trên tấm biển này nhé. Và hôm nay em xin review cái cấu hình bát của nó. Củ bát là củ bát 25 Martin, củ từ là 170 và côn là côn 63. Với phân khúc này thì cái cặp bát 25 này các bác có thể thay vào loa lầm nhé. Cặp bát này thay vào loa lầm tiếng rất hay. Nếu anh em có nhu cầu về giải ca sáng thì anh em lắp cái cặp bát gân vải như này. Còn các bác mà muốn mà nghe nhạc vì nhiều hơn thì các bác lắp cho em cặp bát gân mút. Đấy. Đặc điểm khi các cái dòng gân vải này mà chỉ cần kết hợp thêm một quả xúc điện 30 cho gì đánh cực kỳ tuyệt vời. Mạng giấy màu đen và gân vải tẩm dầu, hai gân nhìn như cả 4 cân. Đối với dòng bát này thì các bác có thể là đặt hàng của Tùng Nguyễn là 1,2 triệu một cặp, là ở tại cửa hàng 8 ôm đấy, mang thương hiệu Martin, củ từ 170. Từ 170 côn 63 màng được kết hợp cả sợi bông thủy tinh và xương của nó là xương nhôm gang đúc. Xương nhôm gang đúc. Bích sắt kèm lông màu đen. Cặp bát này nhà em bán 4 năm nay rồi, tiếng của nó rất là tốt luôn. Với cái cấu hình hôm nay thì màng cặp bát này sẽ cho ra giải ca rất là sáng. Và nên với bộ phân tần phun đôi ạ. Bộ phân tần này có mã là BA-2. Đường chép của nó đây. Bác khách này về hàn cho em dương và âm. Đường bát của nó đây. Đường bát của nó thì 2 dương 2 âm, câu ra thành 4 con bát. Và đường input phân tần này có cả bóng cầu chì và trở sứ. Và đường tép của nó, hôm nay em lên với cả cặp tép B3, củ từ 120, côn 44. Nắp nhôm, chạm nhún là bên âm là đen, chạm nhún màu vàng, bên dương là đỏ. Tép này nó nắp nâu nhôm nhé các bác nhé. Tép nắp nhôm nó rất là sáng và khôn. Dòng này là dòng bát ốc. Các bác lưu ý, ở trên thị trường có rất là nhiều các cái dòng tép B3 có cả ren xoáy. Loại không bao giờ đẹp được bằng các cái dòng bát ốc như này. Và khi tép B3 này các bác muốn chuyển sang bát ốc, em Tùng Nguyễn lại tặng cho các bác một đôi bích nối như này để chuyển sang ren xoáy nếu các bác có nhu cầu. Đấy là những đối với những bác nào mà thay thùng, ví dụ như thùng 6012 thay thùng thì sẽ được tặng bích nối. Cái combo này khi các bác dựng thùng thì nó rất là sáng tiếng các bác nhé. Đấy, sáng tiếng. Củ bát từ 170 rất là đẹp. Màng kết hợp sợi bông thủy tinh, xương nhôm gang. Với cấu hình ngày hôm nay, hai đôi bát, một đôi tép, một đôi phân tần. Nếu các bác có nhu cầu thì 3,6 triệu một bộ combo này. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu thay loa lầm với cặp bát 25 Martin này sẽ cho ra giải ca cực sáng và loa full. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn nha.